Ngọc Thụy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Để mở đầu tin liên quan đến Atlanta, công tố viên hàng đầu của Atlanta cam kết sẽ sử dụng quy định mới về đua xe trên đường phố ở mức tối đa. Công tố viên hàng đầu của thành phố Atlanta cho biết họ đang ráo riết truy đuổi những tay đua trên đường phố ở Metro Atlanta. Trong cuộc họp của Ủy ban An toàn Công cộng của Hội đồng thành phố Atlanta vào hôm thứ Hai, luật sư Ray Carter cho biết văn phòng của ông không chỉ theo dõi những người tổ chức và những người tham gia, mà cả những người chứng kiến đua xe bất hợp pháp vì ngang nhiên tụ tập trên những con đường đông đúc của Atlanta. Ông Carter bắt đầu bài phát biểu hội đồng nói rằng, lái xe đóng thế liều lĩnh hoặc có thể gọi là hiệu ứng, fast and furious, chỉ có thể an toàn trong các phim của Hollywood. Nhưng các cảnh đua xe được quay trên phim trường đóng kín, còn đường phố của Metro Atlanta rộng mở với hàng trăm chiếc xe qua lại, cộng thêm khách bộ hành khiến cho những cuộc đua xe bất hợp pháp trở nên nguy hiểm. Theo ông thì sở cảnh sát Atlanta nên có thêm những công cụ mới để thực hiện hình phạt cho những kẻ đua xe trên đường phố. Ông Carter cho biết, Sắc lệnh mới của hội đồng về đua xe trên đường phố là lái xe liều lĩnh đang được sử dụng đầy đủ, chẳng hạn như nâng cấp một số tội nhẹ lên thành trọng tội. Và đối với tội danh đó và đi kèm với các hình phạt nghiêm khắc hơn. Ông Kari còn nói thêm, đó là hành động thiếu thận trọng không chỉ vì sự an toàn của chính họ mà còn là sự an toàn của bất kỳ ai trong khu vực lân cận. Phạm vi hình phạt đã tăng lên Bản án đầu tiên là 30 ngày tù. Sắc lệnh mới cũng cho phép cảnh sát bắt ngủi những người đua xe bất hợp pháp tại nhà của họ. Bản tin tiếp theo, Spirit Airlines tìm kiếm hàng trăm tiếp viên hàng không tại hội trợ việc làm ở Metro Atlanta. Theo đài Fox 5, bất cứ ai ở Metro Atlanta có nguyện vọng được trở thành tiếp viên hàng không và được bay trên bầu trời. Ngày thứ tư 26 tháng 10 có thể là ngày may mắn của họ. Spirit Airlines đang có kế hoạch thuê hàng trăm tiếp viên hàng không mới ở Metro Atlanta. Hãng hàng không giá rẻ cho biết họ đang có kế hoạch bổ sung hơn 200 vị trí tiếp viên hàng không tại một sự kiện tuyển dụng trong ngày thứ tư. Các công việc hỗ trợ cho thành viên mới của phi đoàn của Spirit Airlines đã được tuyển dụng trước đó, cũng tại Metro Atlanta và hãng hàng không này cho biết các ứng cử viên đủ điều kiện có thể nhận được một lời mời làm việc ngay tại chỗ và có thể bắt đầu được đào tạo vào tháng 12. Donna Orbert, giám đốc thu nhận tài năng của Spirit Airlines, cho biết đây là cơ hội hoàn hảo cho những ai mơ ước được đi du lịch và đang tìm kiếm một sự nghiệp thú vị ngay bây giờ. Tại Spirit Airlines, sự nghiệp của các bạn có thể đưa các bạn đến bất cứ nơi đâu và chúng tôi tự hào mang đến cho các thành viên mới một cơ hội phát triển và thăng tiến khi công ty của chúng tôi mở rộng. Theo lời khuyên của Donna Albert, khi đến nơi tuyển dụng thì người tìm việc nên mang theo sơ yếu lý lịch, hồ chiếu hợp lệ và một mẫu giấy tờ tùy thân và có hình ảnh do chính phủ cấp. Hội trợ việc làm của Spirit Airlines được tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency uh, tại Atlanta trên đường Peachtree trong ngày thứ Tư 26 tháng 10 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Và hãng hàng không Spirit Airlines là hãng hàng không lớn thứ ba tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta với dịch vụ bay đến 20 thành phố trong và ngoài nước. Và liên quan đến McDonald's, Blue Bucket mang tính biểu tượng mặt McDonald's đã trở lại cho mùa Halloween này. Mọi suy đoán kết thúc sau khi McDonald's xác nhận họ đang mang lại bữa ăn vui vẻ cho ngày Halloween cùng với những chiếc xô Blue Bucket biểu tượng mà khách hàng có thể đựng kẹo cho dịp trick or treat. Theo thông báo của McDonald's, thì Blue Bucket trở lại trong những bữa ăn vui vẻ từ ngày 18 tháng 10 và Bill Bucket có sẵn trong tiệm cho đến hết lễ Halloween hoặc cho đến khi là hết hàng. Những chiếc xô lần đầu tiên ra mắt vào năm 1986 và thường hoạt động không liên tục. Đã 6 năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng thì McDonald cung cấp miễn phí những chiếc xô Bill Bucket. Các lựa chọn của Bill Bucket năm nay là OG McBull, McPunkins và McLovin. Trên mạng xã hội thì mọi người chia sẻ những cách thú vị mà họ đã sử dụng Blue Bucket vào ngoài việc đựng kẹo Halloween. Đối với họ thì Blue Bucket được biến thành chậu trồng cây cho khu vườn của nhà, hoặc là trang trí thành bóng ma nổi cho lễ Halloween, hoặc làm thành một bộ trống và nhiều hơn thế nữa. Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi McDonald's đã công bố chương trình Bữa ăn hạnh phúc dành cho người lớn, với sự hợp tác của Carter's Plain Free Market để tạo ra một bữa ăn đóng hộp có chứa một trong bốn bức tượng nhỏ mà khách hàng có thể sưu tập, bao gồm Grimace, Hamburger, Birdie và Carter's Birdie. Các lựa chọn bữa ăn bao gồm một chiếc bánh Big Mac hoặc là 10 miếng chicken McNuggets với khoai tây chiên và đồ uống. Tariq Hassan, giám đốc tiếp thị của McDonald's, cho biết rằng Chúng tôi đang tận dụng một trong những trải nghiệm hoài cổ nhất của McDonald's và thực hiện đóng gói lại theo cách mới, phù hợp với những người hâm mộ trưởng thành của chúng tôi. Học sinh trường trung học Norcross bị bắn đã qua đời. Thưa quý vị, nhà cảnh sát quận Queen's thông báo rằng Deandre Henderson, 17 tuổi, học sinh của trường trung học Norcross, bị bắn gần trường học vào ngày 26 tháng 10, đã qua đời tại bệnh viện trong thứ Năm ngày 27 tháng 10. Vụ nổ súng xảy ra trên đường Technology vào buổi trưa, cách trường học khoảng 1,6 km. Các nhà điều tra tin rằng Henderson vừa ra khỏi trường Norcross đã bị bắn. Tiến sĩ Calvin Watts, giám đốc điều hành trường công lập quận Gwinnett thì nói rằng, Nhà cảnh sát quận Venice đang mở cuộc điều tra. Trong bản tin video được phát hành vào ngày 27 tháng 10, Tiến sĩ Kevin Watt nói rằng bạo lực và các mối đe dọa bạo lực thường xuyên xảy ra trong cộng đồng, trong tiểu bang và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, bắt đầu lan truyền đến các trường học, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của học sinh và các thầy cô giáo. Điều này không thể chấp nhận và phải tìm cách ngăn chặn. Ông yêu cầu phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay kết thúc những vụ bạo lực súng đạn. Ông cũng cho biết sẽ có thêm nhân viên thực thi pháp luật tại nhà trường trong ngày thứ Năm 28 tháng 10. Tập tin về thi hài của cậu bé 5 tuổi ở trong vali là cư dân Atlanta. Trung sĩ Carrie Holes thuộc nhà cảnh sát Indiana đã xác định thi hài tìm thấy trong vali là cậu bé da đen Carol M. Jordan, 5 tuổi ở thành phố Atlanta Nhà chức trách bắt giữ nghi can Dorellen Coleman 40 tuổi ở California và đang truy nã The John Lady Anderson 37 tuổi, mẹ của cậu bé và cũng là cư dân của tiểu bang Georgia Nhà chức trách yêu cầu công chúng giúp đỡ cung cấp thông tin liên quan đến Anderson Một sắc lệnh truy nã nghi can về tội giết người được ban hành vào ngày 25 tháng 10 Hồ sơ tố tụng ghi nhận, Anderson cao 5 phút 5, nặng 135 pound, mái tóc ngắn màu nâu sẫm. Lần cuối cùng cô ta xuất hiện tại công viên Eco, Los Angeles, nhưng đã di chuyển đến nhiều thành phố khác nhau tại Hoa Kỳ, như San Francisco, San Diego, Las Vegas và Houston.